càng sóc chỗ á, càng kỹ. Hôm nay tới đồng, tới lành quá, anh em nghỉ cũng đi biển. Được một số thành viên bất ổn đi quay phim. Đây nó khu chụp ảnh cưỡi. Gần giống ngoài hòn lá của mình này. Cũng có cốc kiểu đi đôi giò hơn. Chúng lương bộ nhở có hàng mình tạm dừng ở đây, cuộc sống ở đấy cũng bình thường lắm. Các bạn ở nhà mà có điều kiện thì cứ làm du lịch qua đây rồi tốn nên đi biển. Cứ việc đến tháng gửi tiền về. Mình ý xuất hiện trên truyền hình nhưng mình không quay mặt mình. Mình chỉ quay một tí thôi này, quay mặt đâu hết. Xin dừng ở đây, hãy bộ nhở điện thoại.